Hi, Nizhong. This is Jessica. Welcome back to my channel. Has not been treating me well. I have always suffered with severe acne issue, but that was a very long time ago. I have it right here, and then I have right here. So I'm gonna blend it up. Suck your skin. So it just for me toko blank lu chona na je ni chi mo ko jang kai o kan dun tu na la ya je blum blo na it just o han ni ye kha normal feeling ha je ku chi a chi chi bother ku ra ya ha te je chua na je toko blank lu ko lu chi mo je ni mo ko lu chi mo o o dun tu ya mo lu chi mo suck ya na je ko yo chai blank hon tu sa cái thời một bự xí nè và lúc nó nó chỉ nên học chữ không để tôi cùng nó nhậu thì cục này mình chỉ nó sẽ so this is what I usually do and then tỏ cá cục này lúc cho nó sang là nó chỉ I like to use CarMax cho cục này nên cho á lấy hoa mèo cục này nên cho còn nên cho cái từ play nè cause nên bỏ hết đi à cũng mua lip filler đâu cục này lip này nhậu thì cũng như plain ở hai lớp bóng á cho cái này đến cho cái này sau phục vụ này cũng hoàn chỉ lúc cho ai cũng mất khó đồ hồ cũng có YouTube channel cho cho tất cả you cho blog mua này có you cho blog mình đây này nhóc chỉ cho lúc nó là so I like to apply a little bit on my lashes. I just do this. Tụi nó này yên đủ rồi, okay? Thì cứ chờ. Thả giả lấy cái thả mascara ha. And I'm done. And one last thing before I go in, I like to always do this. Right here, and I do this. And I am all set and I'm ready for bed. So this is it. This is what I do every night before I go to bed.
All right, thank you for watching. Bye-bye.